Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng là cây trồng đang đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, việc phát triển diện tích sầu riêng một cách ồ ạt, không theo quy hoạch có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về sau. Sau khi sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, nông dân Đắk Lắk rất phấn khởi. Diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng tăng nhanh chóng. Theo quy hoạch đến năm 2025, diện tích trồng cây ăn trái của xã Eta, huyện Chư Mờ Ga khoảng 500 ha, chủ yếu là trồng sầu riêng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, diện tích sầu riêng đã vượt xa quy hoạch. Địa phương cũng khuyến cáo bà con là trồng và chăm sóc thì chúng ta phải theo dõi các cái chính sách của Đảng và nước, tránh cái tình trạng là chúng ta cung vượt quá cầu, và đặc biệt là cái diện tích mà sầu riêng mà nó tăng quá thì chúng ta không đáp ứng được cái đầu ra cho sản phẩm, thì dẫn tới là bà con nhân dân sẽ rất vất vả trong sản xuất kinh tế. Theo Cục Thống kê Đắk Lắk, đến tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh có gần 33.000 ha sầu riêng, tăng gần 10.000 ha so với năm 2022. Giá sầu riêng tăng cao, nông dân ồ ạt mở rộng diện tích dẫn đến các nguy cơ, hệ lụy khó lường. Thì đã khuyến cáo người dân là chỉ phát triển cây sầu riêng ở những vùng mà nó phù hợp với nông hóa thổ nhưỡng. Đối với những cái vùng nó không phù hợp thì bà con không nên tổ chức sản xuất ồ ạt cây sầu riêng, mà nó ảnh hưởng đến cái chi phí, ảnh hưởng đến cái nguồn thu nhập của người nông dân. Sầu riêng là cây khó tính, kén thổ nhưỡng, cần nhiều nước và đòi hỏi kỹ thuật cao. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không tự ý mở rộng diện tích sầu riêng tại vùng điều kiện khí hậu đất đai tưới tiêu bất lợi.